Có một vị Phật tử đó, cái anh đó, anh đi tới chùa anh xin xuất gia. Thầy hỏi lý do vì sao. Anh nói ảnh muốn xuất gia cho lòng thanh thản, bởi vì ảnh cảm thấy lòng ảnh bất an vô cùng. Ảnh có gia đình, vợ ảnh là người bạn học của ảnh, nhưng mà gia đình rất là nghèo khó. Về giúp việc cho gia đình ảnh, ảnh thương rồi ảnh cưới. Thì người vợ này một bước lên ngôi bà chủ, một bước thôi, nhưng mà không biết trân trọng, sống ngoại tình. Trong khi anh là có điều kiện hơn, là có tiền nè, có ngoại hình nè, có kiến thức, có địa vị xã hội nè, mà sống rất nghiêm túc với gia đình, với vợ con. Thế mà cô ấy lại không có đoan chính. Và anh này không có đủ bình tĩnh. Không lớn tiếng, không nói gì hết. Trả thù vợ bằng cách chủ động liên lạc với người bạn gái cũ của mình và công khai trước mặt người vợ này. Và cái kết cuộc, cả hai người phụ nữ đó đều tự tử chết. Người bạn gái cũ của anh này đã có gia đình, nhưng mà mình thấy ông bà mà nói hay lắm, tình cũ không rủ cũng tới. Lâu ngày bẵng đi 10 năm không liên lạc, bây giờ liên lạc lại, cái họ hẹn hò với nhau, rồi họ đi quá cái mức giới hạn là do anh này chủ động. Thì chị kia phụ nữ mà chị cũng không có kiểm soát được bản thân mình, đi quá xa. Và cái người vợ này, cái mặc cảm tội lỗi của chị, chị biết, biết chồng chị biết hết mọi thứ, và chồng không tha thứ, không thèm nói một tiếng nào. Cư xử như thế cho vợ hiểu được cái nỗi đau của người bị phản bội. Và chị này không chịu nổi áp lực, chị tự tử, chị tự tử chết. Và cái người vợ, cái người bạn tình của anh này cũng tự tử, bởi vì người chồng đã phát hiện và đã dằn vặt người vợ này. Cuối cùng cả hai người phụ nữ tự tử chết. Được gì? Được gì sau cơn hận thù? Chỉ được một trái tim rách nát. Thầy nói con à, con chưa xuất gia tu được đâu, bởi vì lòng của con nó đầy những cái cố chấp, đầy những cái sân hận đó, con phải tập buông đi. Người đàn ông mà khóc, hỏi con đã làm nên tội gì mà vợ con cư xử với con như thế. Thầy mới hỏi lại, con phải hỏi rằng tại sao con lại yêu thương cái người phụ nữ này. Vẫn có nhiều người phụ nữ khác đẹp hơn, giàu có hơn, mà con không chọn, con lại chọn cái cô này. Nói theo dân gian tức là có duyên nợ, nói theo Phật Pháp có duyên nghiệp. Bây giờ con xuất gia, con tu có giải thoát không? Rồi con cái của con như thế nào? Nó đã mất một người mẹ, bây giờ nó rất là cô đơn. Nó cần có một điểm tựa tinh thần, đó là người cha của nó. Con ích kỷ quá. Xuất gia tu tập là tốt, nhưng điều kiện tối thiểu của một người xuất gia, đó là không ích kỷ. Tại vì mỗi ngày mình phát nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ mà, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Nhưng mà gặp chúng sanh nào nó giết chúng sanh đó, gặp chúng sanh nào mình giận chúng sanh đó, thì thôi chúng sanh vô biên thệ nguyện độ làm sao được, phải không? Nói dối. Chưa xuất gia, xuất gia chưa có xong thì chưa xuất gia được đâu con. Từ từ. Quý vị thấy không? Vẫn có thiện tâm,
vẫn hướng thiện, nhưng mà đối diện với đời sống thực tế, nếu như chúng ta không đủ lớn về cái lòng bao dung thì chắc chắn hận thù cá nhân sẽ giết chết chúng ta, làm cho chúng ta đau khổ vô cùng. Đó. Khi mình tha thứ, tâm hồn mình sẽ thanh thản hơn nhiều, bởi vì bất kể ai cũng cần có những phút giây để nhìn lại mình. Thì chúng ta tha thứ có nghĩa rằng chúng ta đang nhìn lại bản thân mình và cũng mở ra một cái khoảng trời rộng hơn cho chính cái đối tượng đó được nhìn nhận về bản thân họ một cách trung thực. Đương nhiên không dễ dàng. Tại vì sao? Tại vì chúng ta quen sống với ngã chấp, chúng ta đâu có dễ gì chúng ta nhận lỗi. Dù mình có lỗi nhưng mà chúng ta không bao giờ mở miệng chúng ta nhận lỗi với người khác. Có nhiều người họ vậy đó, cho nên họ bù đắp bằng cách khác. Họ sống hy sinh hơn, họ sống độ lượng hơn và họ xả thân hơn. Nhưng mà biểu họ nhận lỗi với mình, đợi Tết Maroc đi. Có nhiều người vậy đó. Chính bản thân thầy cũng vậy. Có nhiều lúc thầy thấy thầy phụ lòng một ai đó. Cái này suy nghĩ trung thực thôi. Người ta tốt với mình, người ta hết sức là nhiệt tình, nhưng mà có nhiều khi bận công chuyện quá, mình trở thành cái người vô tình. Vô tình thì người ta cho mình là phụ tình người ta, phụ lòng người ta. Thầy nghĩ đúng, nhưng mà biểu thầy nhìn nhận cái chuyện đó, thầy nói sao dẹp đi, khỏi, không có rảnh. Nhưng mà thật sự trong lòng của mình là mình thấy, thầy thấy có, thầy có phụ lòng. Nhất là mấy bác Phật tử thương thầy, đem thức ăn tới, mà có nhiều thứ thầy không thể ăn được. Cái thứ nhất là có bệnh này, và ăn uống rất là kỹ lưỡng, chứ không phải giống như cái thời còn trẻ nữa. Và ăn kỹ lắm, ăn chệt cái nó bệnh. Sáng nay đó, chú thị giả của thầy trụ trì đem cho thầy một cái ly trà sữa. Trà sữa là loại thực phẩm uống truyền thống của Ấn Độ. Sáng giống như mình vậy, uống ly cà phê ha, uống ly trà, thì người Ấn Độ người ta uống ly trà sữa. Thầy uống không được, tại vì thầy cái bụng thầy, lòng dạ thầy nó xấu lắm. Thầy uống sữa vô là 10 phút y như rằng là băng mình chạy đi bầu cử. Thầy mới nói thầy không uống được con. Mà tối thầy trụ trì, thầy cũng sai chú thị giả đem vô cho thầy một ly sữa Ensure. Trời, thầy đến đây thầy sướng dễ sợ, được chăm sóc rất là kỹ lưỡng quý vị. Nhưng mà toàn là thứ mình không uống được. Không biết mình có phước hay mình vô phước. Thầy cũng không uống được, thầy nói thầy không uống được sữa con. Nhưng mà nhìn cái ly sữa đó, nó lai láng cái ân tình, cái sự quan tâm. Mình có thể làm chết, mình cực khổ cỡ nào cũng được, nhưng mà cái người thân mình không quan tâm tới mình đau khổ lắm, phải không quý vị? Cho nên không cần ai phải nói nhiều những cái lời nói có cánh, nói ngọt ngào yêu thương mình. Chỉ cần họ quan tâm tới mình, họ thể hiện cái tình yêu thương đó bằng những hành động, dù chỉ là một ánh mắt thôi. Thí dụ như mình đi làm về mệt, mình sơ ý mình giục cái đôi giày đôi dép đó, nhưng mà họ là cái người quan tâm tới mình, họ cúi xuống họ xếp hai đôi dép ngay ngắn lại. Hành động đó cũng làm cho chúng ta cảm kích. Rồi mình vô nhà, mình thấy có một cái ly nước, dù nó đã tan chảy ra rồi, với một cái khăn, nó đâu có ngon làm gì đâu, phải không? Nhưng rõ ràng người thân có quan tâm tới những nhọc nhằn của mình trong cuộc sống. Quý vị hạnh phúc không? Rất là hạnh phúc. Cho nên có nhiều người Phật tử đi tới chùa nói với thầy cái sự so sánh qua tư duy của họ, thầy mới khuyên can là con không nên. Thì Phật tử cũng đi chung với nhau, ngoài cái vấn đề tu tập rồi họ cũng đi chơi. Thì cái cô Phật tử này, cô nói trời ơi, con thấy chồng của bạn con phát ham nha, nó chu đáo với vợ nó vô cùng. Còn chồng của con, chờ con nhìn con chán gì đâu. Thầy nói đừng có so sánh như vậy con,
Cái cô này lại so sánh con nhỏ đó nó vừa lùn vừa đen vừa xấu nữa mà chồng nó tốt vô cùng. Còn con cũng đâu đến nỗi đâu mà sao chồng con, cái ông chồng này cũng không có cảm giác gì hết. Thầy nói con đừng so sánh vậy, nó biết hết và nó không có biểu hiện ra bên ngoài thôi. Cái mẫu của chồng con là cái người sống nội tâm chứ không có hình thức. Cho nên con đừng có tỏ ra là phải gần gũi hay quan tâm này cái trước mặt mọi người. Cái đó nó dị ứng ghê lắm. Ủa sao thầy biết vậy? Thầy nói trời ơi, thì đàn ông người ta kín đáo là người ta vậy, chứ con mà ra đường con sáp sáp vô là nó khó chịu ghê lắm. Chị này thì màu mè, đi ăn tiệc thì gấp cho chồng này, cái ông chồng thì ông bực mình, ông nói bà ăn đi. Về cái giận, chăm sóc cho chồng còn bị chồng la. Ông chồng nói tôi gấp được mà, mắc cái gì đi trước mặt người ta gấp gấp, nhìn thấy ghê vậy, ở nhà sao bà không gấp đi. Thấy không, nó lòi ra cái đuôi, giả tạo. Nãy giờ kể chuyện đời quý vị nghe không? Quý vị thấy tu khó không? Khó lắm, khó lắm, không phải dễ đâu. Đừng có nghĩ mặc một cái áo tràng màu lam vô, quỳ trước Đức Phật chắp tay cúi đầu thì chúng ta lết tới gần tòa sen này, xin thưa, không dám đâu. Không có. Dù mặc áo lam đó, để chúng ta có một cái suy nghĩ rằng mọi chuyện nó nhẹ nhàng như mây khói, nó tan nhanh lắm, nó không có thật, nó giả. Thế mà có khi chúng ta còn chấp vào thật. Ông chồng mà nạn cái coi sụ mặt không? Phải không? Bà vợ mà bà nói lăng nhăng thế coi ông chồng bực bội không? Cho nên giả giả thật thật trong cuộc đời này nó liên tục nó đắp nối với nhau. Cho nên khi đối diện với lại những thứ phũ phàng của cuộc sống, giá trị của sự bao dung rất là cần thiết cho chúng ta. Các vị hãy nghĩ đơn giản như thế này: khi mà chúng ta mở lòng ra, tạo cho họ những phút giây để nhìn lại bản thân của họ, chắc chắn họ sẽ nhận ra một điều rằng trong cuộc đời này còn nhiều thứ tốt đẹp lắm mà họ chưa làm. Ăn còn biết ăn ngon ăn dở, ngồi còn biết lựa cái chỗ nào ngồi để nhìn mặt ông thầy cho nó rõ. Nhưng mà xui xẻo ngồi bằng nhất cũng không thấy được thầy bởi cây cột. Mà chấp nhận, mà chấp nhận một cái sự cái đó gọi là cái gì? Cái đó cũng là cái nghiệp đó, phải không? Trời ơi, tới đây sớm lắm nha, 6 giờ tới đây xí chỗ rồi nha. Không phải giỡn, tao để cái vỏ sách ở đây là chỗ của tao nghe không? Nhưng mà trời ơi, tao xui quá, tao ngồi ngay cây cột, tao không thấy được cái mặt ông thầy. Để chúng ta bằng lòng được cuộc sống này, hễ có hoa nó sẽ có rác, lâu lâu ăn cơm nó cũng phải gặp sạn, phải không quý vị? Họ xấu đó, nhưng mà có rất nhiều thứ tốt họ chưa có cơ hội để nó họ làm, thì mình sẽ đưa cho họ một cái chìa khóa, mở ra một cánh cửa mới, cho một con đường mới để họ thực thi những điều tốt họ chưa làm. Bí quyết này sẽ giúp cho chúng ta bình yên khi bao dung, khi tha thứ. Chứ nếu không là chúng ta cứ cằn nhằn hoài à, chúng ta bực bội hoài à. Tôi vậy đó mà nỡ làm là đối xử với tôi vậy, ông so sánh coi tôi với con quỷ đó ai hơn. Trời ơi, tội nghiệp quá đi thím. Mình danh giá vậy mà đi so sánh với mấy con mắm đó, phải không? Tại sao mình phải hạ mình xuống? Không cần phải so sánh, không cần phải hạ mình xuống, mà mình âm thầm mình giúp cho người bạn đời mình hiểu được rằng trong cuộc sống này rất cần một trái tim. Tại vì sao? Tại vì trái tim đó nó sẽ không già nua. Mắt xanh của em ngày xưa bây giờ nó úa màu rồi, tóc đen ngày xưa bây giờ nó pha sương khói rồi, thì người kia cũng vậy thôi. Chỉ có trái tim này 30 năm vẫn một nhịp đập. Mình sống đàng hoàng, sống tốt, không cần phải so sánh.
Cuộc đời này còn nhiều thứ tốt đẹp để phải làm, để không có phụ lòng bao dung của người khác dành cho mình, chúng ta phải nỗ lực, chúng ta phải sống đàng hoàng. Quý vị tin quý vị làm được không? Gì em ru à? Vậy đi tu làm gì? Trời ơi, mặc áo tràng đi tới đây dành chỗ cho đã đời rồi, hỏi bao dung làm được không? Em ru. Thầy cuốn gói thầy đi về đi, chứ thầy đi 500 cây số tới đây giảng mắc mệt rồi. Mà tu không ra đám ớt vậy thôi, tu làm chi nữa? Quý vị làm được không? Thank you. Nói tiếng Tây cho nó sang. Quý vị thấy đó, có nhiều gia đình đi tới xin thầy một ý kiến, gia đình họ bị hại và sắp ra tòa, thì họ nhất định không tha thứ cái người mà làm thiệt hại cho họ. Họ xin thầy một lời khuyên. Thầy mới nói như thế này: thực ra các phiên tòa nó chỉ thể hiện tính chất công bằng trên nền tảng của pháp luật, phải không quý vị? Rồi cái người mà đứng ở trước đó thì họ cũng sẽ nhận tội đúng quy định. Chứ bây giờ thẩm phán, luật sư đồ bào chữa rồi cũng đâu có thể nào làm ra ngoài cái quy định được. Rồi họ cũng sẽ nói những cái lời ăn năn, thú tội rồi hối hận lắm. Đây là công thức chung. Nhưng điều đó nó sẽ khép lại sau phiên tòa, sau cái tiếng gõ của thẩm phán. Chỉ có tòa án lương tâm của con người là mỗi một ngày nó cứ vẳng lên, nó cứ vọng lên cái tiếng nói, tiếng nói của chân lý, tiếng nói của lòng hối hận, tiếng nói của cái nỗi đau khổ con người. Cái này mới là ghê gớm. Vì một chút tham, vì một chút sân, vì một chút ích kỷ mà chúng ta phải bị tuyên phạt với bản án này, bản án nọ theo quy định của pháp luật ở những phiên tòa của xã hội. Nhưng cái mà họ nhận nặng nề nhất đó là sự phán xét của lương tâm. Những phiên tòa của chân lý nó mới làm cho con người ta đau khổ, để hiểu được sự trả giá quá đắt của lòng ích kỷ. Cho nên lòng bao dung từ xưa đến nay nó không chỉ thể hiện cái tinh thần tốt đẹp của con người đối với con người, mà nó còn thể hiện được một cái giá trị tu tập về cái hạnh hỷ xả của người Phật tử. Tại sao Tết ngày mùng 1 chúng ta đảnh lễ Đức Phật Di Lặc? Ngày mùng 1 Tết là cái ngày vía của Đức Phật Di Lặc đó quý vị. Đức Di Lặc là một vị Bồ Tát biểu thị cho cái lòng bao dung. Bụng rất to, có thể chứa được nhiều thứ khó chứa trong thế gian. Miệng lúc nào cũng mỉm cười, cười những điều khó cười nhất trong cuộc sống. Ngay cả bản thân mình có khi mình còn không hài lòng, phải không? Mình không hài lòng với bản thân mình nhiều thứ lắm. Thí dụ về chiều cao, trời ơi, đi đâu mình phải quất thêm đôi guốc một tấc, mà đứng cũng còn thấp lè tè. Có nhiều người đi tới chùa mang guốc cao, thì nói con ơi đừng có mang guốc cao, tại vì nhìn xuống đôi guốc đã biết con lùn. Nhìn đôi guốc là thấy con lùn rồi, nhìn cái đôi guốc cao là biết mình lùn, mình đang độn lên mà. Cho nên lùn, cứ để cho nó lùn,
thân tướng này nó không có cao là vì đã gieo một cái nhân ti tiện, ích kỷ, ganh tị, nghĩ xấu người khác, cao ngạo quá, cho nên đời này chiều cao của mình nó hơi khiêm tốn một chút. Bây giờ con xin sám hối bằng cách là con tập sống tùy hỷ với những thành đạt của người khác, không ghen tị, không có thế này thế kia, thì tự nhiên cái lòng của mình nó sẽ cao hơn cái chiều cao, nó sẽ cải thiện được cái nghiệp đó. Chứ bây giờ mình mang đôi dép một tấc hai tấc thì nhìn cũng thấy nó lùn, tại nhìn đôi dép là thấy mình lùn rồi. Mình phải hiểu được cái điều đó, bản thân mình còn không hài lòng thì làm sao mình hài lòng được một số điều của người khác, phải không quý vị? Bây giờ không hài lòng chúng ta làm sao? Chờ đi lấy chồng chứ đâu phải đi mua bó rau muống, nó bó này không được chúng ta dục, chúng ta đổi bó khác, phải không? Đẻ đứa con ra chứ đâu phải mua ký nho đâu ạ, mà nho này chua mình đổi lại. Nhiều người nói trời ơi, sư phụ ơi con khổ ghê lắm, đẻ nó ra nuôi nó tới lớn nó èo ọt nó cực khổ, mệt gì đâu mà mỗi lần mà nhờ nó chở đi chùa nó hẹn cả tháng trời nó chưa chở, mà con mắm kêu kêu cái nó ba giò bốn cẳng nó chạy, tức không? Mấy bà mẹ ở đây tức không? Con mình đẻ ra mình sai nó không được, mà cái cô hàng xóm thì sai nó tình nguyện chỗ nó nhiệt tình ghê gớm lắm. Thông cảm, nó đang yêu mà. Những ngày không gặp anh em chỉ còn bão tố. Trời ơi, nghe ghê gớm quá. Trong đôi mắt anh em là tất cả. Nó đang yêu mà. Cho nên mẹ, xin lỗi mẹ chờ con một chút, con bận nha. Nó vậy đó. Mình phải hiểu nó. Mình hiểu nó có nghĩa rằng chúng ta đang tạo cho mình được bình yên. Chứ còn bắt ép nó theo mình rồi mình đi so sánh hoài, như vậy rồi cái mình ghép nó vô cái tội bất hiếu, cũng chưa chắc là nó bất hiếu, chẳng qua nó hơi mê gái một chút, phải không mấy anh? Mình phải điều chỉnh nó lại. Cho nên đây là lý do vì sao giữa mẹ chồng với con dâu nó có một cái hiềm khích, là tại vì cái thằng con này nó quá nhiệt tình với cái con nhỏ đó, cho nên khi cưới nó về là bà mẹ chồng đã có thành kiến rồi. Tại vì mày mà con ta tao nói không nghe, thấy không? Mày là nguyên nhân, mày là đầu dây mối nhợ, mày nhớ chưa? Trong đầu của bà mẹ chồng nó như thế đó. Cho nên nhắc tới mẹ chồng con dâu là nó có một cái khoảng cách liền. Bây giờ thầy hỏi quý vị nè, chị dâu của em chồng thì kêu má mình bằng gì? Bằng gì? Chị dâu của người em chồng thì kêu bà mẹ của mình bằng gì? Bằng gì? Bằng bác hả? Kêu bằng gì? Cái bằng mẹ chứ bằng gì? Chị dâu của em chồng thì hai thằng anh em trai nó có chị dâu, thì chị dâu nó kêu má mình bằng gì? Cũng bằng má chứ bằng gì mà kêu bằng bác. Phải không? Quý vị trả lời rất là nhanh, chứng tỏ rằng cái sự giao cảm giữa mẹ chồng với con dâu nó không có nhiều, nó dường như có cái gì đó xa cách với nhau, phải không quý vị? Phải không? Đó, tu với cái đứa con dâu của mình đó, cái đó mà ngon đó. Cho nên lòng bao dung nó là một chất liệu như là mảnh đất màu mỡ, làm cho hoa trái cuộc đời nó đơm kết. Người Phật tử cần thể hiện cái lòng bao dung, khoan dung tha thứ với người khác, cũng có nghĩa rằng chính là đang tạo phước cho bản thân mình. Quý vị hãy tin điều này. Chứ quý vị đừng có nghĩ rằng là chúng ta tha thứ cho họ rồi bắt thang cho họ leo, chúng ta khoan dung cho họ rồi họ được nước họ làm tới. Đừng có suy nghĩ theo lối mòn đó. Hãy suy nghĩ theo lối mòn đó, chính mình tự dằn vặt lấy mình nữa, tự mình tạo khổ cho mình. Người kia đã làm khổ mình một gánh rồi, thì tại sao mình phải gánh thêm một cái gánh khổ do chính bản thân mình gây ra, bởi cái tư tưởng nó không mang cái tính hỷ xả của đạo Phật. Thời Chiến Quốc có một câu chuyện mà đời sau người ta đọc lại, người ta vẫn nể cái cách cư xử của Sở Trang Vương.
Quý vị có biết cái câu chuyện này không? Chắc có người biết. Ai biết thì nghe lại. Sở Trang Vương bài tiệc linh đình để đãi các quần thần văn võ bá quan sau khi thắng trận. Thì trong lúc đang yến tiệc linh đình ngoài trời thì gió nó thổi lên tắt đèn. Thì khi tắt đèn đó thì có một vị võ tướng sàm sỡ với ái phi của Sở Trang Vương. Và nàng ái cơ này mới giật được cái giải mũ của cái vị tướng quân đó, mới khóc với Sở Trang Vương là có người xúc phạm đến thần thiếp, xin quân vương hãy lấy lại công bằng, nếu không thiếp nhục nhã lắm. Sở Trang Vương nghe mà nhói lòng, nhưng biết làm sao. Thì lúc bấy giờ Sở Trang Vương mới ra lệnh: khoan, hãy thắp đèn lên. Và các quan hãy vui với trẫm một chén này, và gỡ hết giải mũ xuống, để nơi đây không có còn một chút gì vướng vấp của khoảng cách quân thần. Thì tất cả các quan đều hò reo, nâng ly lên uống, rồi dỡ mũ giải, rồi Sở Trang Vương cho thắp đèn lên. Thì khi thắp đèn lên thì tất cả đều ai cũng dỡ mũ xuống hết rồi, đâu có phát hiện ra được cái người mà đã sàm sỡ xúc phạm đến ái cơ. Tiệc tan, chuyện đã chìm vào quá khứ. Nhưng 2 năm sau thì thưa với lại quý vị, Sở và Tấn cử binh đánh với nhau. Mà Tấn là một đất nước binh hùng tướng mạnh, Sở lúc bây giờ chưa phải là đối thủ của Tấn. Thì trong những lần xuất binh, đích thân Sở Trang Vương phải dẫn binh ra đánh, mới thấy là Tưởng Hùng, tướng quân Tưởng Hùng, là cái người luôn tình nguyện đi ở cái cánh quân tiên phong. Cánh quân tiên phong là cánh quân mũi nhọn đánh thẳng vào quân thù. Chỉ có những tướng tài, tướng giỏi và tướng liều mạng mới làm chuyện đó. Chứ đa phần người ta chọn tả quân, hữu quân. Thì Sở Trang Vương nhận ra Tưởng Hùng là một vị tướng lăng xả, không màng đến cái chết để bảo vệ cho Sở Trang Vương. Và cuối cùng thì Sở thắng được Tấn. Thì Sở Trang Vương mới hỏi với Tưởng Hùng rằng: tướng quân, lý do vì sao mà khanh lại xông pha trận mạc như thế? Thì Tưởng Hùng mới quỳ xuống: thưa đại vương, hạ thần đã chịu ân của đại vương trong đêm đó. Nếu như đại vương mà cho thắp đèn lên thì chắc chắn đại thần sẽ phải chịu tội chết, thậm chí còn bị tru di tam tộc vì xúc phạm đến vua. Xúc phạm đến ái cơ của vua là xúc phạm tới vua, tội này không tha được. Chính cái lòng bao dung của đại vương, cái lòng khoan tha của đại vương khiến cho hạ thần cảm thấy mình cần phải khắc phục lỗi lầm đó và tận trung báo quốc. Một câu chuyện mang tính giáo dục rất là lớn, mang tính nhân văn rất là cao, nhưng mà ít ai làm được lắm.
Phải không quý vị? Mình tha thứ cho nó dễ thôi, có điều kiện hết. Còn nếu không có điều kiện thì chúng ta cũng đi kể cho người này kể người kia nghe, làm khổ tôi vậy đó, nhưng mà tôi không nghĩ gì hết á, tôi kệ nữa, cho qua đi. Tôi nói với bà đừng nói với ai nghe không, tôi là sống để bụng tôi chết mang theo. 24 tiếng đồng hồ cả đạo tràng biết hết. Cho nên quý vị thấy cái cách cư xử của Sở Trang Vương đã làm nên lịch sử. Các quan ngơ ngác, nhưng mà lệnh vua ban ra ai dám cãi, cho nên không thắp nến lên, không thắp đèn lên. Và cuối cùng thì vua cũng xử lý được quyết định của mình và an ủi ái cơ trước vận mệnh của quốc gia hưng suy. Cuộc sống này có nhiều thứ để chúng ta phải đánh đổi, và nếu quyết định của mình bị lệch trong những khoảnh khắc lịch sử đó, có thể cuộc đời của chúng ta sẽ lụi tàn và trở thành tội nhân của thiên cổ. Đọc sách xưa có nhiều câu chuyện mà làm cho mình rất là cảm động, cho thầy rất là cảm động. Thầy thấy thí dụ như là Ngu Cơ. Ngu Cơ là hoàng hậu, vợ của ai? Sở Hạng Vương, tức là hạng võ của nước Sở. Ngu Cơ rất đẹp. Trận mạc nào của hạng võ cũng có Ngu Cơ đi theo hết. Và chính Ngu Cơ là cái người làm cho hạng võ vướng bận. Và cuối cùng Ngu Cơ tự tử ngay bến Ô Giang, để cho hạng võ được thanh thản. Nhưng hạng võ một kiếp chung tình, cho nên cũng tự tử theo Ngu Cơ. Có những lời nói đã đi vào lịch sử, ví dụ như là Dương Quý Phi. Chúng ta cứ lên án Dương Quý Phi là một cái người phụ nữ mà làm cho Đường Minh Hoàng sai đắm, đất nước đảo điên bởi loạn tặc An Lộc Sơn. Quý vị chắc có biết chuyện này phải không? Nhưng mà An Lộc Sơn vì sai đắm Vương Quý Phi mà tấn công Trường An, cuối cùng là phải chạy giặc. Người ta phải bảo vệ Đường Minh Hoàng, lúc đó lớn tuổi rồi, Dương Quý Phi còn trẻ. Nhưng mà truy sát tới cùng, tướng sĩ không có ai còn tinh thần để chống đỡ hết, và họ bắt buộc vua phải ra lệnh bức tử Dương Quý Phi. Dương Quý Phi nói như thế này: hỡi ba quân tướng sĩ, nuôi quân trong muôn thuở chỉ dùng trong một ngày, vậy mà trước loạn tặc xâm lăng, đem thân nhi nữ thường tình này làm tường thành để ngăn vó ngựa, các ngươi có đáng không? Xong rồi Dương Quý Phi tự tử chết, uống thuốc độc để tự giết chết mình. Bây giờ mình thử đặt mình vào trong cái hoàn cảnh đó, mình sẽ xử sự như thế nào? Giờ quý vị tự đặt quý vị làm vua Đường Minh Hoàng, quý vị làm sao? Nếu không có ánh sáng của tuệ giác, không có hỷ xả của đạo Phật, thật sự chúng ta cũng sẽ cư xử một cách bình thường bởi một con người ích kỷ. Mà chúng ta ích kỷ như thế thì chúng ta làm được gì? Có một lần thầy đi trên một chiếc xe. Chiếc xe đó có nhiều Phật tử đi cùng với thầy. Thì tự nhiên ở trên xe có một bà bác Phật tử đó, nói con mắc cái bóp.
thầy rất khó chịu. Tự nhiên đi 50 người trên xe nó mắc cái bóp, thì 49 người còn lại chắc chắn phải có người nhón tay, phải không quý vị? Nhưng mà cái câu nói đó nó được nói trong cái hoàn cảnh đó là khó chấp nhận lắm, rất khó chấp nhận. Và trên xe đó họ có một vài người cũng manh động, nói luôn cái tên của một người nào đó mà nghi là cái người đó là kẻ gian, là tại vì người ta cũng có những cái cơ sở rằng cái người này trước đây cũng biểu thị cái lòng tham đó trà trộn vào đi trong đạo tràng. Thầy nói thôi mấy đứa con đừng có bàn nữa, bây giờ xe đã chạy qua cái đường hầm này, bây giờ mọi người bước ra, đứng lên bước ra, chen với nhau đứng ở hàng giữa, tắt hết đèn xe, ai đang cầm nhầm cái bóp đó bỏ xuống. Trời ơi, thầy ra một cái quyết định mà nó mạo hiểm, người ta đâu có cho mà đứng lên. Xe đang đi trên cao tốc mà qua cái đường hầm đâu đứng lên, thậm chí ngồi cũng phải cài dây an toàn, thầy đã đứng lên. Nhưng mà thầy ra lệnh đố ai dám cãi. Thầy nói bỏ xuống, ai cầm nhầm bỏ xuống đi con. Vì lý do gì để mình cầm nhầm mình cũng không cần phải giải thích, phải không? Có khi mình cầm, tại vì thầy có khi thầy cũng cầm nhầm đồ của người ta. Nhưng mà có nhiều hoàn cảnh đó người ta sẽ nghi mình gian. Nhưng mà sao gian được, quý vị nghĩ coi, vị chiên tu hột sòn đông bằng lông sữa bò mà mình gian cái gì? Không lẽ mình cầm nhầm cái điện thoại? Nhưng mà đúng, có nhiều khi cầm lộn cái điện thoại. Cái điện thoại để đó, cầm lộn, mà cái điện thoại của mình nó bèo, mình cầm lộn cái điện thoại tốt. Trời ơi, cái này cái lộn hơi đặc biệt, giống như đi ra vậy. Dép của mình là dép mũ, mình mang lộn để dép da. Thầy nghĩ nên thông cảm. Thầy đưa ra quyết định đó liền, là mấy đứa con bước ra hết, đứng ra bên ngoài hết. Thầy nói mấy bà già ngồi lại, những người từ 60 tuổi trở xuống bước ra cái hàng giữa chen với nhau đứng. Thầy ai cầm nhầm thì bỏ xuống dưới sàn. Xe chạy qua cái đường hầm, nó khoảng 5 phút thôi. Thì quý vị biết, rất đặc biệt ở trên cái sàn nó có 3 cái bóp. Sau khi có mất con cái bóp mà rớt 3 cái bóp, trong đó có một cái bóp của chủ nhân và 2 cái bóp kia không phải. Tức là vẫn có những con người rất tinh tế, họ múc bóp của họ ra họ bỏ xuống. Thì cái người kia mà lấy cái bóp của cái bà bác này thì đương nhiên phải bỏ xuống rồi, là đúng cái bóp đó không phải của cái người đó mà cái bóp của bà bác kia. Và có 2 người rất tinh tế đáng khen ngợi là rút cái bóp của mình bỏ ra để cho có bạn có bè, cho người kia đỡ mặc cảm tội lỗi. Nhưng mà rõ ràng là đâu biết của ai. Thì thầy mới a, có 3 cái bóp, bà bác này cũng mất chỉ có 1 cái, như vậy 2 cái kia thuộc về sư phụ. Lập tức 2 cái bà kia không phải của con sư phụ. Lộ diện ngay. Một tràng vỗ tay để khen ngợi. Không, một tràng vỗ tay trên xe. Chứ thầy không có xúi quý vị vỗ tay ở đây, bởi vì câu chuyện nó quá hay rồi, không cần phải vỗ tay nữa, phải không? Nói vậy thì lại không vỗ tay. Thầy có nói trên xe một tràng, cho một tràng vỗ tay để mình khen ngợi 2 cái người Phật tử mà rất là linh động, thông minh. Cái thông minh đó nó mang cái tính chất của cái lòng bao dung. Và cái bóp đó được trả lại cho bác đó, mà không ai phát hiện ra cái người nào đã cầm nhầm. Xong cuối cùng thầy nhận được một lá thư cảm ơn, và cũng không biết người Phật tử đó là ai.
Cảm ơn thầy về cái việc đó. Thầy nghĩ chuyện này bình thường thôi. Bởi vì sao? Bởi tha thứ khoan dung đó, nó không có hề khó khăn. Mà cái chính là chúng ta cởi bỏ cái lòng ích kỷ của mình, cái đó mới khó khăn. Còn cái độ lượng nó không có gian khó, mà cái buông xuống cái hận thù, cái đó mới là cái khó. Cầm cái bóp của người ta lên rất dễ, buông cái bóp xuống mới là khó. Và nghệ thuật buông cái bóp xuống chính là một nghệ thuật sống, bằng chính cái lòng đạo đức khoan dung của chính người học Phật của mình. Ai có tin chắc trong cuộc đời của mình không lầm lỗi không? Thầy thì không tin rồi. Chính bản thân thầy có khi cũng có lầm lỗi, có khi thầy cũng giận hờn, thầy cũng nóng nảy, dù thầy không nói ra, thầy không biểu thị, nhưng mà im lặng của mình, người khác người ta cũng tắt thở. Nhiều Phật tử đi tới chào thầy rút quân rất nhanh, thấy sư phụ ngồi im là biết tâm sự loài chim biển rồi đó, có tâm sự rồi đó. Mình phải hiểu nhau như thế. Tại sao trong gia đình mình cố tình mình không hiểu nhau, phải không quý vị? Mình phải biết chứ, mình phải hiểu chứ. Cho nên học cách khoan dung. Bởi vì sao? Tình yêu thương bao giờ cũng vĩ đại hơn cái lòng hận thù, và nó luôn chiến thắng. Cho nên không mất mát đi đâu cả. Các vị đừng có ngần ngại, nó khó làm đó, nhưng mình làm được. Mình mới là Phật tử, mặc được cái áo lam, đi vô chùa để tụng kinh, để niệm Phật, để ăn chay. Việc làm này không phải ai cũng làm được. Xin lỗi người ở kế bên chùa kìa, cả năm nó chưa bước chân vô chùa, thậm chí nó còn lấn đất chùa nữa, phải không? Đó. Thì mình phải làm được những việc khó làm. Mà bây giờ mình đi chùa, mình tu tập mà mình không làm được những cái chuyện bình thường như thế này, thì xin lỗi người ta hỏi các thầy dạy bà tu cái gì vậy? Đạo Phật có cái gì? Quý vị nghĩ phải không? Cho nên á, không khéo đó, ông thầy sẽ bị cộng nghiệp, rồi đạo Phật cũng sẽ bị lên án, bởi cái khả năng tu tập yếu kém của mình. Tu không ra một cái đám ớt gì, mà bài đặt bài điều lúc nào cũng thể hiện đạo mạo, không nhìn ai trong đạo tràng, liếc thấy người này dòm ngó người kia, đi chùa tu không lo tu, toàn lo đi khoe của. Có không? Có. Cho nên cái người mà thực tập cái lòng khoan dung đó, tuyệt đối cái suy nghĩ này không được khởi lên. Tức là đừng bao giờ chúng ta cho rằng mình đang ban ơn huệ cho người đó. Tại thầy thấy có nhiều người đi kể, không có con xin lỗi nó chết chắc rồi, nhờ có con nó mới có ngày hôm nay đó, vậy mà thứ vô ơn. Thầy nói con à, cuộc sống này rất sòng phẳng trên mặt bằng của nhân quả. Vì sao Đức Phật lại đau đầu khi mà vua Tỳ Lưu Ly kéo quân chinh phạt Ca Tỳ La Vệ, giết hại dòng họ Thích Ca? Vì dòng họ Thích Ca cao ngạo, xem thường Tỳ Lưu Ly, và trong quá khứ cũng đã từng gieo những cái nghiệp sát thù với cái dòng họ này. Cho nên nhân quả sòng phẳng lắm. Bây giờ Đức Phật cũng bị cộng nghiệp trong cái dòng họ Thích Ca. Dù Đức Phật không tham chiến, vua Tỳ Lưu Ly không giết Đức Phật, nhưng mà Đức Phật vẫn bị nhức đầu, vẫn bị đau đầu. Nhân quả rất là sòng phẳng, không thể nào mà nó xê dịch ở chỗ nào hết. Chắc chắn là như thế. Cho nên đừng bao giờ các vị nghĩ rằng là chúng ta tha thứ, chúng ta khoan dung là mình ban ơn huệ cho người đó. Không phải. Lòng tha thứ của mình là một cách cởi trói ích kỷ. Lòng bao dung của mình là một cách mở ra con đường rất là thoáng đãng cho chính mình đi. Nói hay vậy mà không vỗ tay.
Còn kể chuyện đời xưa thì vỗ tay, chứng tỏ quý vị rất là thích nghe bà Tám kể chuyện. Thưa đại chúng, cái gốc của sự tha thứ đó là tâm từ bi, và cái gốc của cái sự độ lượng khoan dung của mình đó chính là tâm hỷ xả. Cho nên quý vị đi vô trong chùa, thường cái cổng tam quan, cái bảng chính giữa, cái cổng chính đó, ta để bảng hiệu chùa, còn hai cái cửa nhỏ hai bên cửa phụ đó, bên ta để chữ từ bi, ta bên ta để chữ hỷ xả, phải không? Bây giờ thầy trò mình đang bước vào cửa từ bi, đang đi qua cánh cửa hỷ xả, thì chúng ta phải làm gì? Cửa hỷ xả ra vào nỗi khổ nguôi tan trong mạch sống, chốn từ bi lui tới, tình thương giàu dạt cả dòng đời. Chúng ta tập như thế thôi. Chúng ta tập bao nhiêu thôi, đừng có bài đặt liêm diêm đồ này kia, làm như thiền sư, xin lỗi lòi cái đuôi thiền sư dởm quê lắm. Đương nhiên ngồi thiền là tốt rồi, nhưng mà chúng ta phải cho thật lòng, tu cho nó ngon lành. Nếu mình không có tu được ngon như thế thì tu bình dân học vụ đi. Nó người ta liếc mình, mình không liếc lại, chắp tay A Di Đà Phật. Con xin Đức Phật từ bi thương xót cho chúng sanh đang liếc con. Nếu được thì xin Ngài hãy tiếp dẫn nó đi luôn, cho con được khỏe. Cầu quá từ bi, phải không? Nó gây khổ mình cầu cho nó giảng sanh mà. Đó, nó mà liếc mình nữa, mình không cầu Đức Phật nữa, mà mình đọc ba biến chú vãng sanh. Cái này là từ bi ghê gớm hơn nữa. Nói đùa một chút cho vui thôi, đây là một cái sự thực tập căn bản đó. Ai đang gây khổ mình, đang làm cho chúng ta phiền não, chúng ta nhiếp tâm lại, lắng lòng một phút thôi, không cần nhiều đâu. Nhưng mà sau một phút đó, cái cường độ của sự giận dữ của chúng ta nó sẽ giảm, chúng ta nói lại cũng nói nó nhẹ hơn. Chứ còn mà lúc đó mà mình phản ứng liền đó, chắc chắn nó sẽ gay gắt. Nó gay gắt lắm. Nhưng mà mình không kiểm soát được mình, lời nói tuy gió bay, nhưng vết thương lòng của người kia sẽ còn hoài suốt cả cuộc đời. 30 năm sau họ gặp mình, họ cũng nhắc: mẹ này hung dữ lắm nè, hồi đó mắng tôi nè. Phải không quý vị? Mình cũng vậy. Có khi mình cũng không quên một ai đó đã làm khổ mình, đã xúc phạm mình, đã nói những lời khó nghe với mình, bao nhiêu năm tháng mình cũng còn nhớ. Thì người ta cũng vậy thôi. Thì hãy dùng nước từ bi sẽ dập tắt được lửa hận thù, dùng lòng bao dung sẽ xóa được mọi hiềm khích. Có như thế, mỗi một ngày chúng ta đi qua cửa từ bi, chúng ta bước lại cửa hỷ xả, chúng ta tiếp nhận thêm một năng lượng mới do chính sự nỗ lực tu tập của bản thân mình. Cái đó gọi là quán chiếu. Cho nên thầy nghe cái cô Phương Dung đó, con nhạn trắng gò công mà hát cái bài gì, hãy tha thứ cho tôi đó. Thầy thấy bài này nhạc sĩ nào viết rất là hay. Nếu tôi lỡ làm ai đau khổ, bằng tư tưởng hay bằng hành động, dù trực tiếp hay là gián tiếp, xin hãy tha thứ cho tôi, xin hãy tha thứ cho tôi. Quá là hay. Mình lỡ, cái này đọc lỡ thôi đó nha, chứ không phải là cố ý. Mà có nhiều khi chúng ta cũng cố ý, thấy ghét, cho nên mình dẹp cái đôi dép bà đi, cho bà kiếm cho bà biết. Thấy ghét, cho nên cái tô bún của bà mình bỏ nhiều ớt vô, bà ăn cho bà biết. Thầy kể quý vị nghe chuyện này, quý vị không có được nói với ai nghe không? Hồi nhỏ, này là bí mật thiền môn bí sử. Hồi nhỏ thầy đi học ở Đại Tùng Lâm, thì quý vị biết là
thầy làm thị giả của giáo thọ, tức là các thầy giáo thọ dạy á, là sẽ tới đó nghỉ cái phòng khách đó 5 phút, thầy lo cái vấn đề khăn nước. Thì có một cái vị giáo thọ đó kêu thầy trả bài, thì đương nhiên là thầy lúc nào cũng thuộc bài rồi. Xin lỗi học sinh ngoan, thì người ta thuộc bài rồi thì thôi đi. Cái ông thầy giáo thọ này ông khó khăn, ông lại hỏi thêm nhiều thứ nữa, thì có một cái thầy không trả lời được, không trả lời được, cái ông la thầy học dốt. Trời Phật ơi, thì hỏi bài thì trả bài thôi, nổi trong cái bài đó tự nhiên đi hỏi ngoài bài, hỏi cái khác, làm sao thầy trả lời được. Mà lúc đó thầy thơ ngay lắm, thầy không có biết quý vị. Học luật thì trong đó nó có một cái oai nghi là đến chùa ni. Thì đến chùa ni trong luật dạy là không được đến một mình, mà lúc nào cũng phải đi với một người khác, hoặc là đi với một thầy khác, một chú khác, hay là một anh nam cư sĩ. Chứ một mình đường đột vô chùa ni ban ngày ấy, chứ phải nói bằng buổi tối là không được rồi. Thì mình đọc hết cái đó ra, cái thầy hỏi bây giờ đó Thiện Thuận đi đến chùa ni, tự nhiên có một cô nhào ra ôm Thiện Thuận, phải làm sao? Trời ơi, tình huống này chưa xảy ra làm sao con biết trả lời. Thầy bối rối thì mắc cỡ. Thì quý vị nghĩ lúc đó thầy mới có 20 tuổi à, trời ơi, thời trẻ trâu mà. Thầy bối rối, thầy không trả lời được, tại vì thầy chưa nghĩ ra được cái tình huống đó, làm sao thầy trả lời được. Thầy mới cúi đầu, thầy mới nói xô ra. Thầy giao thông nó xô ra, lỡ nó té đập đầu đá nó chết rồi làm sao? Thì lại càng bối rối đó, thầy không biết làm sao. Thầy cũng nghĩ ra là cái chùa đó ở trên núi, tại vì ông đặt một cái tình huống là chùa ở trên núi, rồi xô ra té chết. Hỏi chứ làm sao? Gỡ từ từ. Thầy nó gỡ tay từ từ ra chứ không xô ra. Thì ông thầy nó gỡ từ từ như thế thì có đủ thời gian cho cái cô đó cổ sờ mó tùm lum. Không có được, không có được. Quý vị im lặng, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Phải hứa với thầy là không kể cho ai nghe chuyện này nha. Thầy không trả lời được. Quý vị nghĩ lúc đó mình còn nhỏ, thầy còn nhỏ lắm. Thầy học xong là thầy thì tú tài xong là vô chùa tu luôn, chứ là đâu có biết cái gì ba cái chuyện mà trai gái này kia. Thì học luật thì các thầy dạy sao mình phải thực tập vậy, kỹ lưỡng lắm, không có dám. Thầy mới nói là nhờ cái ông đi chung nó gỡ, tháo ra, kéo ra. Thì ông thầy giáo thọ nói cái ông kia ổng cũng không có yên thân, vì cũng có một con mắm khác đang bám ổng. Thì đúng là không giải quyết được. Nếu câu hỏi đó bây giờ đó thì thầy dư sức trả lời, là tại vì mình đã trải qua một cái thời phong trần rồi, mình lớn rồi, mình hiểu được cái cuộc sống. Thì muốn ôm thì cứ đứng đó ôm cho ôm. Ôm xong rồi nói ôm đủ chưa, ôm nữa tôi chết à, tôi chết rồi làm gì còn người để ôm nữa, phải không? Mình tưởng tưởng vậy đó. Thì không trả lời được, thì ông thầy giáo thọ mắng. Ông nói học hành mà dốt, không biết suy nghĩ, không biết tư duy. Trời ơi, thầy giận dễ sợ, la giữa lớp, quý vị biết 100 mấy chục thầy mà. Cũng quê. Thiện Thuận nổi tiếng ngoan, hiền lành, học giỏi, tự nhiên giờ ông thầy mắng dốt. Trời ơi, thầy đứng đó mà thầy rớt nước mắt luôn, tức là nước mắt nó lưng tròng. Lần sau, tới giờ ông thầy đó, thầy dạy học á, thầy cũng rót nước, rót một ly trà đá, thầy lén này nhổ nước miếng vô. Thầy trả thù. Là tại vì thầy nhớ tới cái câu chuyện bà ngoại thầy hồi nhỏ đó kể á, mà hễ người nào mà nghe lời người kia đó thì dân gian người ta nói bộ mày đạp nước miếng của người đó hả? Thì làm sao mà nhổ nước miếng cho ổng đạp được? Cho nên thầy mới nghĩ ra một cái cách là ổng uống thì ổng sẽ nghe lời mình, ổng không làm khổ mình nữa. Trời ơi, quý vị thấy không? Hồi nhỏ thầy cũng đanh đá lắm chứ không có hiền lành đâu. Nó chuyện xảy ra 30 năm rồi đó, bây giờ thầy mới nhắc rồi, thầy kể cho quý vị nghe.
Nhưng mà quý vị biết sao thầy gặp cái vị thầy giáo thọ đó, thầy có sám hối khi ra trường rồi. Thầy mới kể lại, thầy nói con có làm chuyện đó một lần là tại vì thầy la con, cho nên là con nghĩ là làm vậy thầy mà mới không la con nữa. Nhưng mà từ khi thầy nghĩ ra cái chuyện đó tới giờ thầy đi giảng, thầy không bao giờ dám uống nước, thầy sợ bị mắc quả báo. Thì gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi, phải không? Thầy nói lỡ quỷ thì giả nào nó ghét mình nó làm vậy thôi chết. Mà hồi đó là thầy không có bị ho lao, mà lỡ bây giờ mà nó ho lao thì tao chết dịch mình luôn. Cho nên quý vị thấy có những thứ mình cố ý, mình cố ý mình làm cho người khác buồn, mình cố ý mình làm cho người khác tổn thương, mình làm cho người khác đau khổ. Nhưng mà cái lời bài hát này hay quá. Nếu tôi lỡ làm ai đau khổ bằng lời nói hay bằng hành động, dù trực tiếp hay là gián tiếp, xin hãy tha thứ cho tôi. Quá dễ thương. Cũng như thế người ơi, nếu ai đã làm tôi đau khổ bằng tư tưởng hay bằng hành động, dù trực tiếp hay là gián tiếp, tôi sẽ tha thứ bao dung. Tôi sẽ tha thứ bao dung. Tôi nguyện tha thứ bao dung. Cái câu cuối cùng nó mới rất là hay, là tôi nguyện tha thứ bao dung. Tức là ai làm khổ mình, trực tiếp hay gián tiếp, họ nói hay là họ liếc hay là họ làm gì đó, mình sẽ bao dung cho họ, sẵn sàng. Nhưng mà có khi mình còn ấm ức là tại vì mình nhỏ hơn, mình yếu thế hơn, cho nên tôi nhịn bà, bước ra khỏi chùa không đẹp, không ăn tiền, tôi xử bà coi, phải không? Trong chùa là nể Phật, nể thầy trụ trì, tôi nhịn bà, cái đó là tôi sẽ bao dung. Nhưng chưa vượt qua được ngã chấp, hận thù, mà tôi nguyện tha thứ bao dung, nó mới khẳng định được rằng không có ngã chấp, không có ích kỷ ở đây. Từ tâm quán chiếu, ai cũng muốn hạnh phúc an lạc, ai cũng sợ nỗi đau khốn đốn. Xin đừng gây khổ cho nhau, xin hãy tha thứ cho nhau. Lời bài hát này rất hay. Thầy nghĩ mỗi ngày quý vị hát bài này đi, niệm Phật mệt cứ mở bài này ra hát theo, thì bớt kháy chồng con, bớt la mắng chồng con, bớt gây gổ với vợ con, với đồng nghiệp. Có nhiều bà Phật tử đi tới chùa nói sư phụ à, dạy cho con cách nào để con tu, chứ bây giờ con không kiểm soát được, con giận quá, con nóng quá, con không kiểm soát được. Thì thầy mới nói sư phụ có một cái danh hiệu này con niệm chắc được. Dạ dạ con thực tập. Thầy mới nói bây giờ con thắp nhang, con lại Phật, con niệm Phật Nam Mô đừng nóng giận Phật. Bà nói con chưa nghe danh hiệu này bao giờ, con nghe A Di Đà Phật, Dược Sư Phật rồi này kia, Ca Diếp Phật, cái làm gì có đừng nóng giận Phật. Thì nó ở đó cũng là một đức Phật đó. Bà không tin, bà đi kiếm hết trong kinh điển thì thế nào cũng có cái danh xưng là Nam Mô đừng nóng giận Phật. Thì làm sao bà kiếm ra? Thầy nói con niệm Phật A Di Đà là con thuộc lòng rồi, con thuộc lòng cái danh hiệu đó rồi, cho nên là miệng thì niệm A Di Đà Phật nhưng mà lòng thì vẫn bừng bừng lửa giận. Bây giờ phải niệm một cái danh hiệu nào mà nó phải đánh mạnh vào trong cái tư duy của mình là Nam Mô đừng nóng giận Phật. Có nghĩa rằng con quay về nương tựa và đảnh lễ Đức Phật không nóng giận. Không lẽ mình niệm vậy mà mình đi trợn mắt phùng mang với người ta, phải không? Chứng tỏ mình tu hú là phải rồi. Người ta nói mình tu hú là đúng rồi. Vậy mà người ta nói mẹ tu hú, mấy đứa con nói mẹ tu hú thì mẹ giận, mẹ chữ. À, mẹ biện minh bằng cách mẹ nạt lại, mẹ không phải tu hú, nhưng cái hành động phùng mang trợn mắt nó tố cáo mẹ là hàng chính hãng tu hú. Chỉ có tu giả mới giận dữ, mới sân si kiểu đó, chứ còn tu thiệt thì đâu có bao giờ mà phản ứng lại, phải không quý vị? Cho nên thầy nghĩ rằng không mất một chút nào khi chúng ta mở lòng tha thứ cho một ai đó đã làm cho chúng ta đau khổ. Vì nó chính là một mảnh đất tốt để cho hạt giống từ bi của chúng ta nó nảy mầm. Và hoàn toàn
chúng ta sẽ không bị thiệt hại gì khi chúng ta trải lòng ra dưới hình thức tạo cơ hội cho người đối diện, nhưng thực chất mở ra một lối đi an lành cho chính bản thân của mình bằng những bước chân hỷ xả. Từ bi và hỷ xả là đôi chân của mình để dẫn lối cho chúng ta tìm về bến bờ an lạc. Và điều này chắc chắn sẽ không thể thiếu đối với mỗi hành giả tu theo đạo Phật. Vẫn còn dư âm của ngài vía Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Khi chúng ta quỳ ở trước tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta chắp tay, chúng ta đừng nguyện cầu Bồ Tát gia hộ cho chúng ta được sức khỏe, mua mai bán đắt, được bình yên gì hết, mà chúng ta hãy nguyện ngài gia hộ cho mình đủ nghị lực vượt qua được ngã chấp, thắng được ích kỷ của mình, để chúng ta thực tập hành từ bi hỷ xả, mong được tự tại giống như ngài. Quý vị chỉ cần quay lưng lại thôi, quý vị sẽ thấy Đức Phật. Quý vị nhìn qua bên đây cũng thấy Phật, nhìn bên đây cũng thấy Phật, và nhìn ai cũng thấy Phật. Đó có nghĩa rằng lòng hỷ xả và từ bi của chúng ta đã bắt đầu nảy mầm. Xin chúc quý vị luôn được an lạc và thành tựu tâm nguyện của mình.